Nam Đông là tiếp tục lên cho cả nhà con xe hai cầu. Đèn đè thắng hơi lốc đôi. Máy 30 Tiger tại bụng. Giá 89 triệu. Anh xem mấy đồ đồ này đủ. Ôi bên cái thùng lên đây em từ từ đó. Bên thùng lên. Con này thùng dài 3m2. Lòng thùng là 1m1, phủ bì là 1m8. Có bừng đít đồ đầy đủ nha. Sau có 3,5 thắng hơi. Xuất chi 15 này, dài dưới sau đuôi này luôn. Lốp dép thì đẹp cả dàn này. Còn ra bảo hành nữa. Hai bên phần thành cũng đẹp. Lốp sau hai bên đẹp. Thôi được rồi. Còn đây là U10. Trên U8 úp đôi. Dưới U10, chassis 15. Đây là khoảng sáng thầm cao lắm nha. Đây 50, hơn 50. Máy tre với đồ đầy đủ luôn. Máy tre rồi đẹp. Bốt Hyundai. Bốt ta lái là mới thay nha. Lái lớn này. Đàn số cũng áo á. Trước là mới thay con dày 650-12. Dimo đèn còi đầy đủ nha. Tay bung này. Máy cốt cho bung nha. Chạy số đồng tốc 1-1 gần như tuyệt đối luôn, cổng trước và sau chạy êm ái.